Chim rìu xuống, nhóm bát mò văn cho văn chia nẹt cầm nô nâng chầm lạ ai kề nơi khát bát nằm bò hay nhóm bát phơ càng nghe cầm nô mồi tiếng ní nông ca cho rùm pro long pro chênh hay có chia át tâm bát mồi đè chênh bì dì vật nhóm tòa chùm nong chương thá cá rồi bị sạch đầy sạp nơi tiết sạc cỏ. Cả nơi khả năng chân nằm bì bọn cốt đó chân nằm bì bọn bì nâng nhóm bàn tự chân bọc mê cho dược từ lụa nhóm nơi đã cho tục nơi sát sạch một thầy bê nụ cả thơ ca lộng bạ ca hộp cho có bị bạ bê ca nghiêm đoan đoan cứ ra dương đôi chìa cô nâng cổ bầy. Chúng này lời cả với những ọt bàn từ tuổi bàn xoam và cọp nâng chùm mùi nâng đầm lái bộ lạc cầm bỏ dường tề. Hãy đôi chân này xong bây để dường phơ ca kê mân sâu ai đầm lái dường thiếp chi mân nô hôn tề kê kết tờ dường đôi chì sạch bê dường phơ ca ai kê bàn ó kê ạt sà bài chất nâng dường hay phơ ca mùi giúp tôn phư của miền bê khá hộp ọt cực cực lúc và cài kênh nha cực nặng sơ cực vị nhật tì đôi chân này hãy nhưng phơ sạch rương ní lãng cùng nụ ní lãng cứ chong bằng hành ai phở chia chun khu mai dương bàn skoal bàn đăng môn nâng chạ chênh phí sọc cầm nát tờ rô ca nghe thơ nâu krau vật tê xông cực ở bàn chú bác nơi ca chùm nạ sọc ní tì mùi chuộp cực nặng nâu phê đầy dương chlong đàn khó chú bạp cốt nạ tam plau cái nhọt dương đôi chục đôi mòn đôi tì hay miếng xài phơi tiện nó về là dương từ phơi cá cái lụa dương tranh từ sầm một nắng đầm lại không mà nẹt nắng pram vào mùi quan bản nó về dương phơi cá ok mình cá chun cá cái vai dương phơi bạc dương miền chun khâu khôi mùi chum nuốt chay lười dương mình tịch mình tuổi dương ăn miền lười ói có ai chạm cặp sầm lạp dương bàn đài về luôn ការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ5ខែនោះពិតជាសបិនអាក្រក់មួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរហូតដល់ជិត20ឆ្នាំជាងនេះឃើញវាដក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំជានិច្ចដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើស្នាដៃនេះឡើងដើម្បីចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមុននឹងចាកចេញពីស្រុកកំណើតត្រូវបានគិតឲ្យបានច្បាស់រាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយផងសូមអរគុណ